Cũng như đồng bào cũng biết là việc Thiên Chúa Giêsu hiện ra cách nay hơn 3 năm, tức là vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, Thiên Chúa Giêsu hiện ra cảnh báo và cảnh cáo vô cùng đặc biệt. Tức là phần cảnh báo thì tin mừng về sự cứu rỗi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra cho nhân loại được biết là ngày cứu rỗi gần kề. Đó là phần tin vui, vô cùng vui mừng. Và đồng thời ngày hôm đó cũng có hình ảnh cảnh báo và cảnh cáo nhân loại về việc quỷ Satan hiện ra và lúc nào cũng cám dỗ và giăng bẫy cũng như rình rập nhân loại chúng ta. Thì thưa đồng bào, tôi đã tìm bằng đủ mọi cách để mà đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và tôi thật sự thì thú thật cùng đồng bào, cố gắng lắm, nhưng mà khả năng của tôi thì đồng bào biết, cũng như là chúng ta là con người thì khả năng chúng ta rất là giới hạn, hạn hẹp lắm. Thậm chí thật sự ra thì tôi cũng chẳng có khả năng gì cả, chỉ có một chút đỉnh khả năng nho nhỏ, và tôi đã cố gắng dốc dốc hết khả năng mình có để mà đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng về việc thông báo tin mừng vô cùng vĩ đại mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho nhân loại. Và Ngài bảo tôi thông báo lại cho tất cả nhân loại được biết, và đương nhiên đồng thời Ngài bảo tôi kêu gọi tất cả đồng bào nhân loại chúng ta cùng nhau nhập cuộc, vì đây là công việc chung của tất cả con người chúng ta. Vì muốn như không, chúng ta là con cái của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thì nói đến đây thì giờ đây tôi cần trình bày cho đồng bào được được biết rõ hình ảnh mà tôi đã chụp được trên nền trời Boza thuộc thành phố Westminster cách nay hơn 3 năm về trước cho đến ngày hôm nay. Rất nhiều hình ảnh mà tôi đã chụp được. Thưa đồng bào quý mến, kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh ông rồng Vương Đạo Việt và bà Phụng Việt đã hiện ra trong lúc tôi làm việc cùng đồng bào. Và vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, chúng tôi cầu nguyện ở tại địa điểm tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, Freedom Park. Và ngày hôm đó là ngày tổ chức kêu gọi đồng bào tập hợp lại để chúng ta cùng nhau đồng hành làm việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt. Và đương nhiên cùng nhau làm việc chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Mà sấm điện Cha Trời đã bảo tôi thông báo cho đồng bào được biết trong vòng trên 10 năm nay. Và ngày hôm đó tổ chức thì có xin giấy phép đàng hoàng. Và thưa đồng bào thương mến, đây là hình ảnh ông rồng bà Phụng Việt, ông rồng Vương Đạo Việt và bà Phụng Việt đã hiện ra
ngày hôm đó. Đồng bào để ý hình ảnh ông Rồng bà Phụng với vóc dáng vô cùng đặc biệt và rất là tuyệt vời. Đồng bào thấy ông Rồng ở phía trên, mặt mũi mắt và mình mẩy thì thôi khỏe mạnh lắm và lớn tuổi lắm, rất là lớn tuổi. Và ở phía dưới thì đồng bào thấy là hình bà Phụng Việt vô cùng khỏe mạnh và tuyệt vời. Hai ông bà đã hiện ra, và bà Phụng thì ở phía dưới gần con cháu lắm, tại bà mà mẹ và bà thì lúc nào cũng gần con cháu hết, gần con cháu chắc. Còn ông thì bay ở phía trên, và cháu chắc thì đồng bào thấy xung quanh đó đã hiện ra. Thì thưa đồng bào, đây là một hình ảnh vô cùng quý giá mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho ông bà tổ tiên Việt chúng ta kết tụ bởi oxygen, những đám mây trắng hồng nước tụ lại hiện ra trên nền trời. Thì kính thưa đồng bào, đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt và tuyệt vời, và đồng thời cũng đây là hình ảnh để minh xác cho chúng ta được biết về việc làm chuông gọi hồn trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng, và việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt là việc làm của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho dân tộc Việt chúng ta vào thời mạt kiếp này, đang chuẩn bị bước qua thời Thánh Đức. Thì thưa đồng bào, hình ảnh này nói lên sự ưu ái đặc biệt của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, và đặc biệt là cho dân tộc Việt chúng ta được biết trước, cũng như đã và đang mời gọi dân tộc Việt chúng ta hãy cùng nhau làm gương cho anh chị em nhân loại chúng ta, là hãy sốt sắng đáp lại lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là cùng nhau kêu gọi nhân loại hãy mau mau sám hối gấp và cùng nhau làm việc chuông gọi hồn trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa đồng bào quý mến, và thêm một hình ảnh vô cùng đặc biệt mà tôi cần chia sẻ và trình bày cho đồng bào được biết, đó là hình ảnh những chiến sĩ trận vong, những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trong lúc chúng tôi làm việc và cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vào ngày hình như là vào ngày, để tôi coi cây vào ngày nào, vào ngày 31 tây tháng 1 năm 2010, thì khuôn mặt anh hùng chiến sĩ, những anh hùng chiến sĩ hiện ra ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và khuôn mặt này thì có nét international, và đồng bào để ý đây là nửa khuôn mặt của anh hùng chiến sĩ. Đây là những chiếc nón ở trên này, những chiếc nón, đây là nhiều chiếc nón loại khác nhau nha, chứ không phải chỉ một loại nón đâu nha. Rồi đồng bào thấy đây là một, đây là ánh mắt đây, và mũi thì bị thương, gãy mũi rồi, môi thì sưng, bị tét môi, da thì bị cháy, và đồng bào thấy đó, đó là khuôn mặt, nửa khuôn mặt của những chiến sĩ anh hùng trận vong. Và lúc tôi chụp thì cái hình ảnh về, để tôi chụp cái hướng như thế này đây, thưa đồng bào. Đó, đồng bào thấy cờ, hai lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ nước Mỹ ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Đó, và khi tôi thấy hình ảnh trên như thế này thì tôi có cảm nhận liền. Tôi thấy
tôi nhận thức là linh cảm, vì tôi là một y thiền sư, thành ra tôi nhận được những điển quang của cha trời và của nhiều từng giới khác nhau. Thành ra tôi nhận được và tôi biết đây là những hình ảnh vô cùng đặc biệt, và tôi đã chụp liền. Thì khi về nhà đưa lên computer thì tôi xoay qua hướng này, thì đồng bào thấy đây là khuôn mặt, đây là những khuôn mặt của anh hùng chiến sĩ Trận Vong, đã hy sinh, đã chết rồi, nhưng linh hồn và tâm linh của những anh hùng này mãi mãi không bao giờ chết. Và những anh hùng này đang sống trong tình thương yêu và trong quyền năng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Và những anh hùng này đã hiện ra trong lúc chúng tôi làm việc, chuông gọi hồn trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng và Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt. Kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào nhìn cho rõ, đây là hình khuôn mặt những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh để cho nhân loại được sống, để mà học hỏi, để mà tiến hóa. Sự hy sinh của những anh hùng chiến sĩ vô danh ở những trận mạc thì cũng giống như sự hy sinh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng từ cổ chí kim, luôn luôn lúc nào cũng hy sinh để cho nhân loại được sống, để mà học hỏi qua những bài học đau thương. Thí dụ như hình ảnh Thiên Chúa Giêsu đã hy sinh để cho nhân loại có sự sống đời đời kiếp kiếp, cho những ai thật tâm biết cậy trông vào Ngài. Kính thưa đồng bào thương mến, và tôi cũng cần xác nhận cho đồng bào được rõ là với tư cách là một y thiền sư của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho càn khôn, thì thưa đồng bào thương mến, tiền kiếp tôi đã từng là một y liền sư, mà về đạo pháp thì nói là Phật giáo. Thì vì lẽ đó đồng bào cũng đừng ngạc nhiên là đôi khi những ngôn ngữ tôi trình bày rất là đặc biệt, là tại vì có những ngôn ngữ mà từ cổ chí kim chưa bao giờ ai dùng đến. Thí dụ như là y thiền sư hoặc là y liền sư, Phật sống của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho càn khôn, vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng tôi dùng những từ ngữ rất là đặc biệt mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép tôi dùng đến. Và kính thưa đồng bào thương mến, tôi chỉ nói phớt qua thôi, vì về Phật giáo đồng bào đừng quên rằng tất cả những vị Phật tổ là từ tổ trời mà ra, mà tổ trời là thiên thượng. Thì đồng bào biết là thiên thượng là ai? Thiên thượng là ông trời, là cha trời Thượng Đế Toàn Năng mà ông bà tổ tiên chúng ta đã và đang và sẽ mãi mãi tôn thờ và kính trọng trên hết mọi sự. Thì cũng giống y trang qua lối nhắc nhở của Phật Ấn Độ, tức là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca phán bảo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, một tay chỉ lên trời, Ngài bảo là thiên thượng, một tay chỉ xuống đất, Ngài Phật Ấn Độ, Ngài Phật Thích Ca bảo là thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa rằng là trước tiên là phải kính thờ
Thượng Đế Toàn Năng, tức là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, mà Phật Ấn Độ, Phật Thích Ca xưng tụng là Thiên Thượng. Thiên Thượng là Thiên, là Thiên Liên, Thượng là Thượng Đế đó. Một tay trái chỉ xuống nói là Thiên Hạ. Rồi Phật Ấn Độ nói là, Phật Thích Ca nói là Duy Ngã Độc Tôn, tức là trên trời và dưới đất có tầng, có giới, có khoa, cả càn khôn chỉ có một đường duy nhất để tồn tại, là cần phải tôn trọng và quý mến cho nhau. Tôi chỉ nói ngắn thôi, thì chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này sau. Sở dĩ tôi cần trình bày để cho đồng bào vững tin, để cho đồng bào biết việc làm chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt không phải là vấn đề đơn thuần tôn giáo. Vì khi mà chúng ta nói đến tôn giáo, mỗi một tôn giáo thì hay bị va chạm hoặc là hay bị hiểu lầm. Vì thế ở đây chúng ta không có nói về tôn giáo, mà ở đây chúng ta đang học hỏi và chúng ta đang chia sẻ những kinh nghiệm và cũng như những sấm điển vô cùng quan trọng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại vào thời mạt kiếp, đang chuẩn bị sang thời Thánh Đức. Thì sự việc như thế để cho chúng ta dễ làm việc hơn, để ở ngoài những người, những thành phần vô minh, tức là những phái ác trược biết rõ đây là sự việc vô cùng quan trọng và có tính cách, ngoài sự việc là kêu gọi tất cả nhân loại hãy mau mau sám hối gấp, mà còn là sự việc và chương trình làm việc mời gọi và kêu gọi thế giới ác trược tà phái hãy mau mau sám hối gấp, vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã và đang ban cho cơ hội này, cơ hội là kêu gọi những phái ác trược, tức là những tầng giới ác trược, những thế giới ác trược được phép sám hối gấp thì sẽ được cứu. Và cơ chuyển mình này chỉ xảy ra mỗi vài triệu năm, chứ không phải là năm ba ngàn năm, vài chục ngàn năm đâu, lâu lắm mới có một lần. Thành ra đây là thời chuyển tiếp vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng và vĩ đại. Kính thưa đồng bào thương mến, và sau đây kính mời đồng bào nghe một dòng nhạc mà từ giờ đồng bào đang nghe là nhạc do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi soạn thảo và trình tấu bản đàn gửi ta. Đây là loại nhạc tĩnh tâm, thiền định, thanh thản, nghỉ ngơi, hòa mình và tồn tại cùng càn khôn. Dòng nhạc này là của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi soạn thảo và gửi đến cho nhân loại chúng ta. Dòng nhạc này đồng bào có thể thỉnh tại địa điểm trang website, trang nhà của chúng ta. Thì thưa đồng bào thương mến, đây là địa điểm trang website, trang nhà của chúng ta hiện tại bây giờ. Kính mời đồng bào xem xét.
Và thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây ở tại Boza Little Sài Gòn thuộc thành phố Westminster, California, USA. Khuôn mặt này đã hiện ra trên nền trời trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đây là hình ảnh màu gốc. Đồng bào thấy đây là khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu. Đồng bào có thể thỉnh hình ảnh này khi mà đồng bào thỉnh cuốn CD này. Đây là CD nhạc Healing, nhạc tĩnh tâm. Mặt ngoài thì có hình ảnh sư tử nhà Chúa đã hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2010, tức là đúng một năm sau khi khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và CD nhạc tĩnh tâm này bên ngoài thì hình ảnh sư tử nhà Chúa mà trong sách Khải Huyền có nói về phần này. Bên trong thì có một phần sấm điển của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại mỗi chúng ta cần được biết. Và kế bên là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu nơi đây, tức là hình ảnh này, tức là trong CD này có hình của Chúa Giêsu hiện ra. Và mặt sau là hình ảnh sư tử nhà Chúa mà màu này là màu gốc. Cái hình đầu tiên tôi chụp là ba cha con sư tử nhà Giuđa bay ngang qua những sợi dây điện ở phía sau trên nền trời sân nhà chúng tôi, ở phía sau nhà chúng tôi cư ngụ. Và hình này tôi chụp sau hình này khoảng chừng 5-7 sát cạnh. Và hình này tôi làm cái màu đậm hơn để cho đồng bào nhận diện chi tiết rõ hơn. Và CD này đã có hình ảnh như thế. Đương nhiên nhạc thì đồng bào nghe rồi, từ giờ đồng bào đã và đang nghe. Và kính thưa đồng bào thân mến, trong CD nhạc Hiếu Linh đó thì có hình ảnh của Thiên Chúa Giêsu, tức là hình ảnh này đây, và hình ảnh sư tử nhà Giuđa. Và một số sấm điển, lời kêu gọi và nhắn nhủ cho tất cả nhân loại chúng ta. Một lần nữa, đồng bào có thể vào trang website này để xem xét thêm nhiều hình ảnh vô cùng đặc biệt mà tôi đã chụp được trong lúc làm việc cùng đồng bào từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2012. Kính thưa đồng bào quý mến, hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra đây là một hình ảnh nữa cũng chụp vào ngày đó.
Trong hình này thì có tôi ôm ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu cầu nguyện, và đồng bào để ý thì khuôn mặt Chúa Giêsu nơi đây là khuôn mặt này. Khi mà tôi chuyển hình này qua hướng này thì đồng bào thấy hai khuôn mặt giống nhau, chỉ khác nhau chút đỉnh thôi. Vì sau khi tôi chụp được hình này thì sau đó tôi nhờ một bằng hữu cầu nguyện ngày hôm đó với tôi chụp hình bên này cho tôi, trong đó thì có tôi đứng. Đồng bào thấy hai khuôn mặt rõ ràng, mặt này tức là mặt này đây. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là ảnh tượng Thiên Chúa Giêsu vô cùng linh thiêng mà tôi đã may mắn được ôm ấp cầu nguyện. Và khi tôi ôm ảnh tượng thánh giá này cầu nguyện cùng đồng bào thì có rất nhiều phép lạ đã tỏ hiện ra trên mây để cho chúng ta chụp được. Và Cha Trời Thượng Đế toàn năng bảo tôi kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cùng nhau kêu gọi tất cả nhân loại hãy cùng nhau mau mau thông báo gấp cho đến tất cả nhân loại chúng ta được biết, ngõ hầu chúng ta cùng nhau giúp đỡ cho nhau lo sám hối gấp, vì tận thế gần kề. Và đương nhiên đồng bào biết chắc rằng tận thế chắc chắn sẽ không xảy ra ngày mai đâu vì có một số người nói tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên Cha Trời Thượng Đế toàn năng cho tôi biết chắc là sẽ không xảy ra vào ngày mai, bởi vì nếu mà ngày mai tận thế thì kể như hầu hết nhân loại chúng ta sẽ bị quỷ Satan bắt hết, vì hầu hết nhân loại chúng ta chưa sẵn sàng. Kính thưa đồng bào quý mến, và kính thưa đồng bào quý mến, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2012, 20 tháng 12 năm 2012, thưa đồng bào quý mến. Và đây là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu, tôi làm đậm hơn để cho chúng ta có thể xem xét một số chi tiết đặc biệt. Đồng bào để ý, hình này, hai hình ảnh này là một khuôn mặt, chỉ có khác cái là tôi làm cái hình này đậm hơn để cho chúng ta xem xét một số chi tiết mà tôi sẽ trình bày cho đồng bào được rõ. Kính thưa đồng bào quý mến, chúng ta có thể nhận diện khuôn mặt ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu nơi đây là khuôn mặt này. Vì khi tôi ôm ảnh tượng thánh giá này cầu nguyện cùng đồng bào vào ngày 29 tháng 8 năm 2009 thì khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời. Đồng bào có thể coi kỹ một lần nữa.